Chào tất cả mọi người, đây mình đang đứng ở ven Hồ Tây buổi sáng. Rất là đông người dân đi tập dục, xong rồi có mình. Xin mời các bạn xem video. Đông, các phong trào tập thể dục rất là đông. Đại hội xe đạp cũ. Hôm nay thời tiết sương mù Hồ Tây, mù mịt trời. Nhưng mà nó cũng bị như dùng một đợt xong bắt đầu mình là động tác coi như là các đứa lúc sau lại là đau mấy chục năm nay. Đông người tập thể dục uống nước buổi sáng. Hôm nay sương mù rất là nhiều. Bên kia là Hồ Trúc Bạch. Dân đi tập thể dục bằng xe đạp rất là nhiều. Theo phong trào mới. Pro, giờ cũ mọi người lưu lại cái cục kính. Đẹp. Đông người đi tập thể dục bằng xe đạp buổi sáng sớm. Hôm nay thời tiết là rất là đặc biệt tại vì ít khi có sương mù buổi sáng. Hiện tượng này sương mù thì buổi trưa sẽ rất là nhiều nắng.
xung quanh. Tôm hồ tây, kem hồ tây, kem hồ tây, tập pháp luân công, yoga. Đây là dốc Đường Thánh Liên để chùa Trấn Quốc, Trấn Quốc cổ tự. Thì có môn thể dục này. Đây là chùa Trấn Quốc, một địa điểm du lịch và chùa nổi tiếng, cổ kính, có từ niên đại rất là lâu. Đông người tập thể dục xong lại hello, xin chào hàng xóm. Đây là một cô hàng xóm đang ở chân kia à.
Đây là hàng xóm của mình. Đấy, cô bạn này. Những người về hưu, những người trung tuổi ngoài giờ tập thể dục ra thường thường có ngồi nước uống nước tập rất là vui. Hôm nay có đội tuyển canoeing chào tập sớm nữa. Qua mất mùa rồi, qua mất vụ rồi. Video tập thể dục buổi sáng ở tới đây đến đây tạm kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, mọi người ủng hộ cách bấm đăng ký kênh. Xin hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Chủ nhân bây giờ bắt đầu từ hôm nay này, chủ nhân người lên thuốc vào hít thở lên cao.